Chào mừng quý vị và các bạn đang quay trở lại với chuyên mục tin tức mới mỗi ngày. Hy vọng quý vị và các bạn sẽ có những thông tin thật bổ ích và đừng quên ấn nút like, share và đăng ký để ủng hộ cho kênh của chúng tôi nhé. Và sau đây, xin mời chúng ta cùng đến với những phần tin chi tiết. Triều Lê Dinh và Phùng Tiểu Phong công khai kết hôn vào đúng sinh nhật lần thứ 31 của nữ diễn viên xứ Triều Tuyên. Từng khiến dân tình xôn xao suốt thời gian dài, hôn nhân của cả hai tưởng như thêm hạnh phúc của con trai đầu lòng vào ngày 8 tháng 3 năm 2019. Nhưng gần 2 năm sau đó, khi chưa kịp tổ chức đám cưới thì cả hai đã tuyên bố ly hôn, trong sự bàng hoàng của người hâm mộ. Yêu nhanh cưới vội chóng ly hôn. Trong khi Triều Lê Dinh luôn giữ động thái im lặng, thì phía chồng, Phùng Tiểu Phong và mẹ ruột nam diễn viên liên tục ngỏ ý muốn mỹ nhân họ Triều quay lại. Thậm chí có tin đồn Phùng Tiểu Phong hậu ly hôn vẫn mời vợ cũ cùng tham gia phim mới, yêu cầu hòa giải, nhưng nàng sứ Kiều Duyên dứt khoát từ chối. Thái độ phụ phàng của nữ diễn viên cho thấy nữ sứ ra đi cạn tình với Phùng Tiểu Phong. Hậu ly hôn, mối quan hệ của Triều Lê Dinh chỉ có con trai. Trong cuộc phỏng vấn gần đây, mỹ nhân họ Triều cho biết cô đang rất hạnh phúc và hài lòng về cuộc sống hiện tại, cũng như sự trân trọng của cuộc sống này. Thái độ lạc quan của cô khiến dân tình thêm tin tưởng. Sự mê đơn thân, cô vẫn có chăm sóc tốt cho con trai tưởng tượng. Suốt quá trình phỏng vấn, thái độ khá cởi mở của nữ diễn viên cũng khiến người khác cảm thấy vô cùng thoải mái, yêu thích. Chia sẻ về cả vai diễn gần đây, trong ai là hung thủ dã man trinh trưởng hạnh phúc gạn đề dê, nam sứ Kiều Truyền tâm sự: khi tôi tiếp cận với những nhân vật này, tôi phải đi tìm suy nghĩ và gốc của họ. Ví dụ nhé, tôi và hạnh phúc mọi điều sẽ phát sinh sự xung đột, sẽ có những cuộc đối thoại kịch liệt, sẽ tranh cãi, sẽ làm lành, sẽ tiêu hóa nó, làm ngày hôm nay lại tiếp tục tiến gần đến cô ấy. Nghĩa là tôi phải làm này cũng rất tốt, những câu chuyện này đều sẽ không xảy ra ngoài đời thực. Ví dụ là diễn viên trong phim diễn ra trong lòng tôi, vậy thì tôi cũng mang đến cho tôi cảm xúc rất lớn. Sẵn vai những người phụ nữ này, tôi nhận ra bản thân mình thật sự rất hạnh phúc vì đã có phải gặp những chuyện như vậy, và điều đó cũng là làm cho tôi tôn trọng cuộc sống hiện tại hơn, cô nói thêm. Nữ diễn viên cũng bày tỏ quan điểm sống của bản thân khi thành công trong cuộc sống. Tôi tin chắc rằng thành công của người phụ nữ và quyết định của bản thân người đó mối quan tâm lớn nhất của nhau. Sau cùng tất cả đều là thay đổi vì sự lựa chọn của bạn. Lựa chọn của bạn sẽ quyết định cho con đường bạn quên bước, mà con đường sẽ hiểu ra hướng khác nhau. Triều Lê Dinh được mệnh danh là đóa hoa đán của màn hoa ngữ cùng với Sở Mịch. Tuy nhiên, hành trình đi đến thành công của cô gặp không ít sóng gió, đặc biệt mới đây, người đẹp đã ly hôn với Phùng Tiểu Phong. Triều Lê Dinh sinh năm 1987, từ nhỏ gia đình theo Triều không mấy khá giả. Sau khi học hết trung học, cô quyết định thi vào đại học mà bố giữ chừng với hoàn cảnh gia đình khó khăn. Cơ duyên đưa cô vào nghệ thuật vào năm 2006, Triều Lê Dinh đạt giải nhất trong cuộc thi tìm kiếm ngôi sao và chính thức nhập showbiz. Năm 2011, cô thủ vai tình nhi trong phim Hoàn Cầu Cải Cách, đã nhận được sự chú ý người hâm mộ lần dưới chuyên môn. Hình ảnh xinh đẹp dễ thương của Triều Lê Dinh trong phim nhận được vô số người khen của khán giả. Năm 2012, Triều Lê Dinh thủ phim Xâm Nhiệm Nhân Duyên, đến năm 2013, bộ phim Lục Trình Truyền Kỳ của Vũ Chính giúp cô được tiếng vang lớn. Từ đây sự nghiệp của Tiểu Hoa đáng như chiều gặp gió. Sau đó cô tham gia hai bộ phim là Cùng Tỏa Trầm Hương và Song Sam Đến Rồi, trong đó vai Lưu Ly trong phim điện ảnh Cùng Hóa Trầm Hương được xem là lột xác của nữ diễn viên khi hóa thành cô gái thủ đoạn mưu mô. Năm 2015, nhờ bộ phim Thêm Cột, cô vươn lên thành ngôi sao hạng A, được săn đón hàng đầu hoa ngữ. Sang đến năm 2016, Triệu Lê Dinh làm đại sứ du lịch tỉnh Hà Bắc nơi cô sinh ra. Vì đại tư nàng Tiểu Hoa tàn tử kết hôn với tài tử Phùng Tiểu Phong vào năm 2018. Tháng 3 năm 2019, cả hai có con trai đầu lòng. Tuy nhiên, trước khi lập gia đình, Triều Lê Dinh
Ngôi sao dính vào ồn ào tình ái bậc nhật Hoàng Ngư. Cô trải qua hai mối tình ồn ào với Cao Tử Kỳ và Trần Hiếu. Cô thế năm 2010 cô tham gia Hàn Châu Cách Cách 3. Cô công khai theo đuổi tài tử Cao Tử Kỳ. Sự biết anh đã có bạn gái, hành động này của nữ diễn viên bị chỉ trích nặng nề. Sau đó khi đóng phim Lục Kỳ Truyền, nữ diễn viên phải lòng Trần Hiếu. Một thời gian sau đó họ được ai nấy đi. Sau đó Triệu Lệ Trình bị chung nhà với tài tử Phùng Tiểu Phong vào tháng 10 năm 2018. Họ có con chung là con trai. Vào tối 22 tháng 1 năm 2021, Triệu Lệ Trình và ông xã Phùng Tiểu Phong bị tin đồn ly hôn. Bộ đôi diễn viên cùng vì nguyên nhân này mà rạn nứt quan hệ. Trước khi bị chung nhà, Triệu Lệ Trình và Phùng Tiểu Phong đã hẹn hò bí mật trong khoảng thời gian ngắn sau Trinh Na. Cả hai bị nghi phim giả tình thật sau khi hợp tác Tây Du Ký 3, Nữ Nghi Cuộc năm 2017. Triệu Lê Dinh và Phùng Tiểu Phong được xem là cặp đôi đẹp của làng giải trí Hoàng Ngư, với cả hai đồng hành trong sự nghiệp. Nếu như Triệu Lê Dinh là nữ hoàng phim, thì Phùng Tiểu Phong cũng là tài tử được săn đón. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Nếu thích, hãy like và share. Và đừng quên bấm nút đăng ký tại đây để xem thêm nhiều video hấp dẫn hơn của chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại.